Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Likio. Hôm nay có bạn một anh tên là An gửi mình nick quay báo giờ. Đấy. Để vô tháo đồ quay nào. Hôm nay gửi quay cái càng cua. Mình cũng ngại bình luận vãi nồi ra luôn. Ừ, nét hơi ồn xíu. Anh em thông cảm nhé. Đấy, bắt đầu tháo vũ khí nào. Màu mè xíu nào. Rồi, khỏi tạp phẩm đi. Mình sẽ quay bộ gì ta? Bộ nào ta? Golden Eagle nè. Kiếm cái càng cua. Nãy quay hồi hài không ra. Chiếu thưởng đầy. Để xem nào. Ui, nãy phun hết. Phun hết 3 cây thôi. Để đổi hết. Có nhiều bạn cứ so sánh mình với kênh báo vật đột kích nha. Mình không hiểu luôn ấy. Để bắt đầu quay tay nào. Xuất hiện lại mấy một mảnh đâu mày ơi, lên xuống rồi. Thôi không ra rồi. Một quả chôn. Một quả thôi xuống rồi. Đi theo cần nóc 2 nào. Lại chôn nữa à. Xuất hiện nào em. Chôn hoài thế. Cái nút 2 này mình quay thường ở lực này không. Ra này em. Cái sửa lại chôn nữa. Khó nhỉ. Lại chôn nữa rồi. Cứ một góc mà phàn thôi. Ra nè mê. Không thấy nhỉ. Xuất hiện nào. Trời ơi. Đen rồi. Đen vãi cả nồi. Trời thật kế bên không thế. Ra này em ơi. Súng đâu rồi? Lại chôn nữa. Ăn chôn nãy giờ nhiều vãi luôn đấy. Đổi cơ nào. Xui vãi nồi. Xếp Golden. Ui sợ mới vô một quả chôn rồi. Đậu phẩm. Ui hai quả. Ra nào. Mẹ ơi. Hồi lại chôn nữa ba quả.
Ui. Lên. Lên nào. Ôi dồi. Xùi phất nhỉ. Lại trốn nữa. Đỉnh mệnh. Này đèn bãi nổi với anh về rồi. Lại trốn nữa này. Cạn lời. Rồi. Ra nào em ơi. Xuất hiện nào. Đen. Đèn mẩm chó thế này. Đấy, xuất hiện. Cạn cua. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi, ngon quá anh ơi. Đã cạn cua rồi. Rồi chúc mừng anh ấy nha. Anh ấy gửi mình cái quay cái càng cua ra đúng cái càng cua luôn. Tuyệt vời. Rồi ngon thấy. Anh ấy quay ô tô thì toàn ra là MB5 với lại cái gì đâu không à. Ok tiếp tục nào, còn 30 quả. Quay nốt cho anh luôn. Em cứ quay một lần này mà quay thôi. Set này nó chỉ nằm ở một góc này à. Mình quay full combo là góc này không á. Tiếp tục lên nữa nào. Đã thêm vài cái nên cho đẹp chơi nào. Rồi lại trốn kế bên. Ra nào. Anh em vào kênh vắng vắng mà quay ấy. Nếu mà cảm thấy nó xui không ra thì anh em cứ việc đổi kênh. Vô kênh nào mà có phòng tạo anh em vô. Cái kinh nghiệm quay của mình thôi. Mình chia sẻ cho anh em biết. Rồi lại kế bên nữa này. Chôn hoài thế nhỉ. Tiếp tục nào. Rồi không ra nào. Rồi lại kế bên nữa này. Đấy xuất hiện nữa, cạn cua nữa. Ui dồi vãi cả nồi. Ít hai cạn cua luôn. Ôi dồi tuyệt vời. Một góc mà quay mãi thôi anh em à. Quá ngon luôn. Đấy tuyệt vời. Ít hai cạn cua. Quá dễ luôn. Đổi kênh tiếp nào. Đấy anh em cứ việc mà quay thế thôi. Một góc thôi. Một góc này cứ quay mãi thôi là nó sẽ ra thôi. Mình quay cái set này chắc cũng nói chung là tầm 70 trái mình quay full set. Hôm trước mình quay ạc của mình. Chúc anh em may mắn theo mình nhé. Mình cũng hơi ngại bình luận nên mình thường ghép nhạc không à. Cuối cùng thì cũng được ít hai cái gân cua. Rồi còn mấy quả phi để quay nốt bộ bộ năm này. Ra nào, lên. Ôi dồi lại kế bên nữa à. Lên nào. Lên. Ôi dồi. Ok xong. Để mình hủy bớt lấy phiếu phi nào. Ui nhiều quái nồi ra luôn.
cuối cùng cũng được ít hai cái cần cua là thơm vãi nồi. Nãy quay hoài không ra cần cua, đụng vào tay mình thì ra hai cái. Ok, để chuyển bớt vào cái đồ bớt nào. Đấy. Tính ra combo này cũng dễ quay phết luôn đấy anh em à. Mình xin nói là góc quay có thật nha, không phải là không có hay gì đâu. Mặc kệ anh em nói mình sầm lồn cũng được. Đấy, ít hai càng cua. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip Pico. Nhớ like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.